Ở tập trước, sau khi Vương Đông xuất ra ba cái hồn hoàn, mọi người ở trong quảng trường đều cảm thấy bất ngờ. Đây chính là con bài chưa lật của Vương Đông. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 24, hồn hoàn thứ ba của Vương Đông cũng là một cái hồn hoàn ngàn năm. Bước vào cảnh giới hồn tôn, Vương Đông đã có hai cái hồn hoàn ngàn năm. Đây cũng không giống như hồn kỹ mô phỏng của Vu Hạo mà là thực lực thật sự của cậu. Đới Hoa Bân cũng không thể tin vào mắt của mình, Vương Đông đã mang đến cho hắn một sự ngạc nhiên đáng sợ. Tuy hồn lực của Đới Hoa Bân vẫn mạnh hơn Vương Đông rất nhiều, thế nhưng lúc này Vương Đông đã trở thành hồn tôn. Vương Đông và hắn lúc này đều là hồn tôn, mà về mặt hồn hoán thì Vương Đông lại còn áp đảo hơn hắn. Nếu chỉ tính về hồn kỹ thì Vương Đông đã chiến thắng hắn, việc này cũng góp phần kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tuy sắc mặt của Đới Hoa Bân đã trở nên khó chịu, thế nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Vu Hạo lần này không được dùng hồn hoàn thứ hai. Trong mắt của Đới Hoa Bân thì việc này đã khiến Vu Hạo trở thành đồ bỏ. Chỉ với một hồn hoàn và tinh thần trùng kích thì Vu Hạo không có khả năng chiến thắng các hồn thú cao cấp. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ có thể thông qua sát hạch ở mức thấp nhất. Lúc này tuy hắn vẫn chắc chắn bản thân có thể vượt qua được Vương Đông, thế nhưng một cảm giác hồi hộp vẫn nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng của hắn. Lúc này một cô khí tức mạnh mẽ phát tán ra xung quanh, cánh cửa sân đấu mở ra, một hồn thú to lớn xuất hiện. Hồn thú này không có tốc độ kinh khủng như là phong linh lang, nhưng nó lại mang đến một áp lực kinh khủng. Hồn thú này cao khoảng 3 thước, cả người của nó đứng thẳng và được phủ bởi một bộ lông màu vàng phát ra mùi tanh nồng nặc. Trên lồng ngực của nó còn có một phần lông trắng xen vài đường vân vàng, trông giống như là quang minh nữ thần điệp của Vương Đông. Hồn thú này có hình dạng của một con gấu, ánh mắt của nó khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo khốc liệt. Cùng loại hồn thú ngàn năm thì chiến lược của các hồn thú loại trâu bò nai không thể so sánh với hổ báo gấu và sói, đặc biệt là hồn thú loại gấu này. Nó lấy việc giết chóc rồi ăn thịt đối phương làm mục tiêu tu luyện, nên thực lực của nó lại có phần mạnh hơn các hồn thú ngàn năm khác. Đối thủ lần này của Vương Đông là một hồn thú ngàn năm gọi là Thị Huyết Ma Hùng, có thực tính thổ mạnh mẽ. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương thì Vương Đông đã có biện pháp đối phó. Vương Đông vung hai cánh bay lên trên cao, thế nhưng khi vừa cách mặt đất 5 thước thì một áp lực mạnh mẽ xuất hiện đè xuống. Sau đó giọng nói của lão sư giám sát trận vang lên, trong kỳ sát hạch thăng cấp không được bay quá mặt đất 5 thước. Thị Huyết Ma Hùng bước từng bước chậm rãi mang theo một áp lực vô hình ép đến Vương Đông khiến hắn giật mình. Tuy đây là lần đầu tiên đối mặt với hồn thú ngàn năm, thế nhưng Vương Đông vẫn vô cùng tin tưởng vào bản thân. Cùng lúc đó thì toàn bộ sự việc đang xảy ra xung quanh đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Vu Hạo đứng gần đó đã xuất ra tinh thần tham trác cộng hưởng hỗ trợ. Nếu không vì việc đánh cuộc với Đới Hoa Bân, hắn nhất định không nóng nảy mà làm càn như vậy. Thế nhưng khi đối mặt với một trong những kẻ hại chết mẫu thân của mình thì hắn nhất định không thể thua. Hơn nữa tinh thần tham trác cộng hưởng của hắn cũng giúp đỡ Vương Đông, ít nhất thì Vương Đông sẽ không bị thương. Vương Đông giơ hai tay lên rồi hợp lại với hai cánh, sau đó chậm rãi tiến về phía Thị Huyết Ma Hùng. Tốc độ của hắn tuy không nhanh thế nhưng vô cùng ổn định, bước chân lại vô cùng vững vàng, thể hiện ra tâm tư trầm ổn của chủ nhân. Khoảng cách giữa hai bên ngắn dần, hai vị lão sư giám sát trận cũng đang hết sức tập trung quan sát. Chỉ cần Vương Đông gặp nguy hiểm, cả hai sẽ lập tức ra tay ứng cứu. Hồn thú khác với con người, chúng lúc nào cũng dùng hết sức để tấn công con mồi. Vì thế đã có lần xảy ra chuyện đệ tử bị đánh chết, bọn họ cũng đã xem qua bảng sát hạch của Vương Đông. Việc hắn chính là đệ tử hạch tâm càng khiến các lão sư tập trung không dám để xảy ra sai sót. Bộ dáng của Thị Huyết Ma Hùng nhìn qua có một chút quỷ dị, không những bước đi chậm chạp mà lại còn nghiêng ngửa không ổn định. Thế nhưng khi mà Thị Huyết Ma Hùng còn cách Vương Đông khoảng 30 thước thì thân thể của nó bỗng hạ thấp xuống, hai chi trước cũng chạm đất trở thành bốn chân. Biến hóa này khiến Vương Đông giật mình, hắn khựng người lại mà không kịp nghĩ nhiều. Thị Huyết Ma Hùng vẫn nhẹ nhàng tiến về phía trước. Đôi mắt đỏ nhạt của nó còn hiện lên vẻ đùa cợt. Hồn thú ngàn năm đã có một ít trí tuệ, hồn thú tiến hóa đến vạn năm thì đã có thể suy nghĩ như con người, thậm chí còn có thể nói tiếng người. Vừa nhìn thấy Thị Huyết Ma Hùng thay đổi tư thế thì Vương Đông lập tức giật mình. Ngay lúc đó Thị Huyết Ma Hùng bỗng nhiên tăng tốc, toàn thân của nó bốc lên một vòng ánh sáng đỏ dày đặc rồi bay thẳng về hướng của Vương Đông. Tốc độ của nó lúc này không hề kém hơn Vu Hạo khi mà chiến đấu với Phong Linh Lang, hai chân biến thành bốn. Sự việc lại diễn ra một cách nhanh dần, tất cả đều là tâm lý chiến. Quả không hổ danh là một hồn thú ngàn năm mạnh mẽ, thực lực của Thị Huyết Ma Hùng lúc này đã vượt xa sức mạnh của hồn thú trăm năm. Khoảng cách 30 thước chỉ cần hít thở hai hơi là có thể vượt qua, mà trong thời gian Vương Đông còn đang sững sờ thì con Thị Huyết Ma Hùng đã nhảy lên mang theo một cú tát. Lão sư giám sát trận cũng đã chuẩn bị ra tay, các lão sư quan sát trên đài cũng là nhíu mày. Việc một đệ tử năm 2 trở thành hồn tôn đã khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Hơn nữa Vương Đông lại là đệ tử hạch tâm thì kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể yếu kém. Vương Đông bị dọa cho sợ hãi, việc này chắc chắn không thể xảy ra. Ngay khi bàn tay của Thị Huyết Ma Hùng vươn đến trước mặt của Vương Đông thì hai chân của hắn cũng đã chuyển động. Sau đó toàn thân của Vương Đông xoay tròn khiến cú táp của Thị Huyết Ma Hùng bị lệch sang một bên. Lúc này thì Vương Đông cũng đã áp sát đến bên cạnh đối phương, hai cánh vung lên tạo thành hai lưỡi đao chém nhau rồi chém thẳng vào cổ của Thị Huyết Ma Hùng.
Hồn kỹ thứ nhất của Vương Đông đánh thẳng vào lớp da cứng như sắt của đối phương. Trong phút chốc, âm thanh va chạm chói tai vang lên, hoa lửa bắn ra tung tóe. Là hồn thú thuộc tính thổ nên tỷ huyết ma hùng phòng thủ rất giỏi, thế nhưng lúc này nó đã chậm nửa nhịp. Trong lúc còn đang nghĩ đến việc Vương Đông trúng đòn tâm lý chiến thì nó đã bị đánh trúng. Tuy nó phản ứng nhanh thế nhưng vẫn bị Vương Đông quét trúng cổ lấy đi một mảng thịt lớn. Nếu không được tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo hỗ trợ thì nhiều nhất Vương Đông chỉ có thể đánh ngang tay với thị huyết ma hùng. Thế nhưng tinh thần dò xét lại giúp Vương Đông nắm rõ tình huống thân thể cùng với phương hướng tấn công của đối phương. Cơ hội tốt thế này hắn không thể bỏ qua. Gặp nguy không sợ hãi, lợi dụng mưu kế của đối thủ để phản công, hơn nữa còn trong khoảng cách gần như vậy, có thể lại bình tĩnh chiến đấu với hồn thú ngàn năm. Cho dù là các đệ tử cấp cao cũng không có quá nhiều người có thể có được bản lĩnh này. Thị huyết ma hùng bị đánh trúng nên tức giận gào to một tiếng, sau đó thân thể to lớn của nó dựng thẳng lên, hai mắt trở nên đỏ ngầu dữ tợn. Thị huyết ma hùng sau khi bộc phát ra hung tính đã sử dụng kỹ năng thiên phú là thị huyết. Hồn sư và hồn thú chiến đấu thì thắng thua nhiều lúc chỉ dựa vào một hồn kỹ duy nhất. Chỉ cần một hồn kỹ đặc biệt được xuất ra đúng thời điểm thì tình thế trận đấu sẽ lập tức thay đổi. Ngay khi cánh tay của thị huyết ma hùng đánh xuống mặt đất tạo ra sóng địa chấn thì quang minh nữ thần điệp của Vương Đông cũng chớp lên, sau đó hồn hoàn thứ hai của hắn phát sáng. Lúc trước khi mà Vương Đông vung mạnh hai cánh để lùi về phía sau đã tạo ra một lực đẩy mạnh cùng với một dòng khí lưu. Lúc này thì hai cánh của hắn tiếp tục đập mạnh xuống phía dưới, mượn dòng khí này đưa cơ thể bay lên cao. Trong nháy mắt toàn thân của hắn đã nằm song song với mặt đất và cách đất gần 3 thước. Ngay lúc này sóng địa chấn cũng ập đến, quang minh lưu thần điệp tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó toàn bộ lại ngưng tụ thành một cột sáng rồi bắn thẳng xuống. Hồn kỹ thứ hai của Vương Đông chính là hồn kỹ của hồn hoàn ngàn năm, Điệp Thần Quang. Điệp Thần Quang từ trên trời bắn thẳng xuống lưng của thị huyết ma hùng, ánh sáng chói mắt bao phủ không gian. Phía dưới tiếng gầm rú đau đớn của thị huyết ma hùng vang lên không ngừng. Sau khi nó phát động đòn tấn công thì thân thể sẽ thoáng chậm lại một chút nên không thể né được Điệp Thần Quang. Lúc đó nó chỉ còn cách cuộn tròn thân thể rồi dùng tấm lưng vững chắc để ngăn chặn toàn bộ lực lượng của Điệp Thần Quang. 3 giây sau công kích của Điệp Thần Quang mới chấm dứt, thân thể của Vương Đông nhẹ nhàng vươn thẳng dậy, sau đó hai cánh màu lam cũng hóa thành màu vàng, hai bàn tay của Vương Đông đặt trước ngực, lòng bàn tay lại hướng ra phía ngoài, hồn hoàn thứ ba của hắn tỏa sáng. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện giữa hai bàn tay của hắn. Quả cầu này được hai màu đỏ và vàng tạo thành đang không ngừng lớn lên. Chớp mắt một cái, nó đã có đường kính hơn một thước. Xung quanh quả cầu ánh sáng có vô số các tia điện không ngừng chớp động khiến toàn thân của Vương Đông như được nhuộm một màu vàng. Hai cánh sau lưng của Vương Đông cũng không ngừng phát sáng rồi truyền năng lượng vào quả cầu ánh sáng phía trước. Thị huyết ma hùng sau khi trúng phải Điệp Thần Quang thì thân thể đã quỳ xuống mặt đất. Tuy rằng lúc trước nó đã dùng toàn bộ sức lực để phòng thủ, thế nhưng uy lực của hồn kỹ ngàn năm vô cùng kinh khủng. Phần da lưng của nó đã bị rách toác, toàn lưng bị máu nhuộm đỏ và kỹ năng thị huyết của nó cũng bị cắt đứt. Thế nhưng Điệp Thần Quang cũng không khiến thị huyết ma hùng mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Dù sao nó cũng là một hồn thú ngàn năm thiên về phòng thủ. Vết thương thần quang gây ra khiến tốc độ và năng lượng hành động của nó bị giảm đi rất nhiều. Lúc này giọng nói của Đỗ Duy Lần vang lên: "Đủ rồi, sát hạch kết thúc, Vương Đông mau thu hồi hồn kỹ đi thôi." Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.